Thưa quý vị, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID cùng với tài khoản định danh điện tử giờ đã trở nên quen thuộc với mỗi người. Thay vì ra đường phải mang theo nhiều loại giấy tờ, thì nay chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có ứng dụng VNEID, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn. Sau 2 tháng thí điểm từ ngày 2 tháng 8, tất cả các cảng hàng không trên cả nước đã chính thức triển khai tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tài khoản VNEID với khách khi đi làm thủ tục để đi máy bay. Ghi nhận tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Đà Nẵng, nhưng lại quên mang theo căn cước công dân. Anh Hưng đã sử dụng tài khoản VNEID để thay thế. Mọi thao tác được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi và không gặp bất cứ trở ngại nào. Anh cũng thuận lợi sử dụng tài khoản này khi qua khu vực soi chiếu an ninh hàng không và lên máy bay. Cái VNEID này nó cũng khá là thuận lợi để mà sử dụng khi mà trong những trường hợp mà mình quên giấy tờ. Thì hôm nay thì mình có không mang giấy tờ đi. Và cũng may là có VNEID này mà mình đã có định danh cấp 2 rồi. Nên đưa ra là các bạn chấp nhận cho đi thôi. Cũng khá là tiện lợi. Mình cũng khá là thấy thích cái vấn đề này. Với tính chất công việc phải thường xuyên di chuyển bằng máy bay, từ khi có thể sử dụng tài khoản VNEID làm thủ tục bay, anh Hà đã hình thành thói quen dùng VNEID thay thế cho giấy tờ tùy thân. Hầu như chuyến bay nào, anh cũng chỉ mang theo điện thoại để làm thủ tục tại sân bay. Vì đặc thù công việc của mình cũng hay phải di chuyển bằng máy bay ấy, và đi các công việc thì đúng ra là mình sẽ cầm, trước khi sử dụng VNEID ấy, thì nó sẽ rất thuận tiện cho mình trong quá trình thao tác. Mình chỉ cần cầm điện thoại có kết nối mạng thôi thì mình có thể đưa được các giấy tờ chứng minh cái nhân thân của mình nó rất dễ dàng, không phải mang nhiều giấy tờ như căn cước hay là các giấy tờ khác. Thì nó rất thuận tiện trong quá trình làm thủ tục chuyển giúp mình. Theo ghi nhận tại sân bay Đà Nẵng, đã có rất đông hành khách sử dụng tài khoản VNEID thay cho các giấy tờ tùy thân để làm thủ tục bay. Phần lớn là những người trẻ. Không chỉ mang lại những tiện ích cho hành khách, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNEID còn giúp tạo thuận lợi cho việc quản lý tại sân bay, giảm thiểu rủi ro an ninh và tiết kiệm thời gian thủ tục. Nó hỗ trợ rất tốt trong cái việc kiểm tra hành khách là nhanh hơn, thông thoáng hơn, để lấy giảm tình trạng là hành khách phải có thể là xếp hàng chờ lâu. Đó. Và tôi nghĩ là nếu như xong, đặc biệt là trong thời gian tới, nếu như mà chúng ta sử dụng cái xác thực về sinh trắc học thì chắc chắn nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho chúng tôi trong cái vấn đề quản lý về cái danh sách về đối tượng đen, cái đối tượng về trong đó có cấm bay hoặc là truy nã. Mặc dù còn nhiều người dân, đa số là những người lớn tuổi vẫn giữ thói quen sử dụng các giấy tờ tùy thân để làm thủ tục bay. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn và tuyên truyền của nhân viên tại sân bay, thói quen này đang dần thay đổi. Những tiện lợi khi dùng tài khoản VNEID đã thu hút được sự quan tâm, sử dụng của nhiều hành khách, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số và hoạt động cảng hàng không.